xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em về một cái lô giả Thủ Đức cực kỳ đẹp nha. À, cái lô này cái cành cốt của nó cứng thôi là cứng luôn cả nhà, quá trời luôn nè. Cái thân cốt của nó rất là mập, bự hơn ngón tay tỏ của em luôn. Loại này đã liền cốt 100%. Và đặc biệt cái lô này á, là cả nhà biết sao không, cái này nuôi gần 3 mùa rồi cả nhà. Do cái này cái tán nó không có dài ra, lý do là bên em đôn rất là sát con tàn vô để cho cây nó cứng và nó nhặt ha. À, thì bây giờ nó đang chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa nè cả nhà. Nó đang búng ra một cái cơi đọt nữa ha. Đặc biệt là cái lô này cái củ của nó rất là to và cái nhà cành nhánh của nó nè cả nhà. Rất là đẹp nha. Đó, đây. Ui dạ. Đây cả nhà, nó liền mất cốt rồi ha, không còn thấy được cái chỗ ghép đâu luôn nha. Rễ thì nói chung nó xử lý rễ hết, cây nào cũng xử lý rễ hết. Cây nó có cái chiều cao là 1 gang, 2 gang là em từ 35 cm trở lên nha. Củ nè cả nhà, cái củ lớn cái bằng ngón tay cái luôn á, còn cái thân của nó thì lớn hơn ngón tay trỏ của em luôn nè, ngón tay trỏ của em đi lên ha. Đây, cây thì nó đang chuẩn bị cho nè, em đôn sâu cho nên nó cành cốt nó rất là cứng nha, đôn rất là sâu như thế này á là cây nó ra rất là cứng và kiểu tàn cả nhà, chứ không có thả dài ha. Thường á mấy cái lô thả dài thì ra cái mấy cái nhánh á cả nhà nó rất là thưa, cho nên là bên em cái này người ta mua nuôi 3 mùa rồi đó, 3 mùa rồi cho nên là cái cốt của nó rất là cứng cả nhà. Nè cả nhà nhìn cái thân ngọn của nó thôi mà nó đã mập như thế này nè. Cái này thích hợp cho cái mô hình mà dạng trồng đất đó cả nhà, trồng đất mô ha. Nói chung là trồng vừa đất mô vừa đất chậu, nói chung là rất là ok luôn cả nhà. Đây cái này nó đang chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa nha cả nhà. Đó, cái củ nè. Rồi cái thân ha, cái thân thì rất là mập, rất là cứng cốt luôn. 3 mùa rồi cả nhà, nhỏ này 3 mùa rồi ha. Rễ thì xử lý, tất cả đều xử lý rễ hết nha cả nhà. Đó, cành nhánh đây. Không để dài nha, dài quá thì cây nó sẽ cái cây nó sẽ không kẹo tàn nha cả nhà. Như thế này nè, Tết nó ra nó mới bắt đầu nó mới kẹo tàn, nhặt mắt như thế này nè. Nó mới kẹo tàn và bông nó mới rất là sai ha. Chứ còn chúng ta mà để dài dài ra như thế này á, mà không bấm á, thì cái loại đó Tết nó cho bông thưa lắm cả nhà. Đây, hai gang tay của em từ 35cm trở lên nha. Đó, cái cốt của nó nè cả nhà, nhìn cái cốt nó mập nè, cực kỳ mập luôn nha. Rễ thì xử lý hết ha. Rồi cành nhánh đây, rất là nhặt tàn luôn. Cho nên loại này mà Tết chúng ta mua về mà chơi Tết thì rất là ok luôn nha. Cao 35cm tới lên, dạo này là 3 mùa rồi. Giá em bán thì 175.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship. Cả nhà nhìn thấy nè, cái thân của nó rất là mập ha. Thì em đôn rất là sát tàn cho nên là cái cành nhánh của nó rất là nhặt mắt nhặt tàn luôn nè. Cái này về chúng ta nuôi vài tháng nữa là bắt đầu mình làm nụ là Tết, chơi Tết ok luôn. Và đặc biệt là cho mấy người mà cái mô hình mà trồng làm kinh tế làm giàu á, là trồng vô đắp cái mô đất đó cả nhà, trồng vô rất là đẹp luôn. Đó, cành nhánh nè cả nhà nhìn thấy nè, đó em để cho chúng ta dễ hình dung ha. Cây rất là đẹp luôn cả nhà, thì giá 175.000 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đây là hàng giả Thủ Đức 8-12 cánh nha cả nhà. Rồi. Và hàng bên đây chính là cái hàng Đại Lộc Liền Cốt. Đại Lộc Liền Cốt nha cả nhà. Cái này cũng đã liền cốt 100% luôn cả nhà. Đó, liền cốt 100% nha. Rễ đây xử lý hết ha. Cây này tao từ 30-35 nha. Đây là hàng Đại Lộc nè. Liền cốt thì chúng ta không thấy cái mắt ghép, cái ngay chỗ cái mắt ghép ở đâu luôn. Và cái Đại Lộc thì nó có uống cái thân lắc nha, uống thân lắc ở giữa nha cả nhà. Đó, đây, rễ đây. Đó, cây Đại Lộc rất là xum xê luôn ha. Loại này thì chơi Tết làm dốc rất là ok luôn. Thì cũng giá 175.000 một cây luôn cả nhà. Bên đây hàng giả Thủ Đức cực kỳ đẹp nha, giá cũng 175.000 một cây luôn. Rồi hàng bên đây là hàng siêu nụ cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Siêu nụ này cực kỳ đẹp luôn, giá 125.000 một cây thôi nha. Rễ thì xử lý hết ha. Cành nhánh cây này có rất là nhiều rồi, chúng ta về lấy bo rất là ok luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, rất là đẹp nha. Okay. Rồi, giá 125.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Rồi, thứ nhất là hàng siêu nụ, thứ hai là hàng Đại Lộc, thứ ba là giảo Thủ Đức,
cây rất là đẹp luôn ha. Ba cái loại giống liền cốt này thì bên em giá bán cũng rất là hữu nghị nha. 3 cây thì bao ship, còn 10 cây thì tặng một. Đó, rồi đây là những cái cây bạch mai đây. Giả bạch kim cả nhà. Giả bạch kim cái đọt rất là đẹp ha. Loại này thì em đánh số từng số để em giới thiệu với cả nhà nha. Còn hàng bên đây là cúc 150 cánh. À, giá chỉ có 80.000 một cây thôi nha cả nhà. 3 cây thì bên em bao ship. Còn ngoài đây chính là cúc Tân Châu, hay còn gọi là hạt cúc 24 cánh cả nhà. Thì giá cũng có 80.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng bao ship luôn. Đó, đó chính là các cái hàng bên vườn mai nhà em nha. Thì có cúc hoa hồng Thanh Tú này cả nhà. Hoa hồng Thanh Tú thì giá 175.000 cây ha. Cây cao khoảng ngang tay. Cúc không nhị. Rồi có cúc Tây Thi nữa nha cả nhà. Cúc Tây Thi 125.000 cây luôn nha. Tây Thi 125.000 cây. 3 cây thì bên em cũng bao ship luôn nha cả nhà. Đó, đó chính là các cái giống mai bên vườn mai của chú Chè Bông ha. Ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.